Trong đêm 20 và rạng sáng 21 tháng 5, trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết và 1 người bị thương. Theo đó, lúc 22 giờ 45 phút, đôi nam nữ khoảng 35 tuổi quê Hậu Giang chở nhau bằng xe máy chạy trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi đến trước bến xe Mỹ Đông Mới thuộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức thì va chạm vào hông xe đầu kéo container chạy cùng chiều đang rẽ phải vào đường số 13. Tai nạn làm cả hai bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, người đàn ông cầm lái bị bánh xe cán chết tại chỗ, người phụ nữ ngồi sau bị thương được đưa đi cấp cứu. Tới gần 1 giờ sáng, năm thanh niên tên C, 20 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng. Khi tới giao lộ với đường Đào Trinh Dứt thuộc phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, đã tông vào đuôi một xe container. Hậu quả thanh niên này chết tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng cũng trong đêm trên đường số 2, phường Trường Thọ, xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác, làm anh N, 39 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an thành phố Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn nói trên.